Chào quý cô chú anh chị đã có mặt tại kênh Thành Lợi TV. Hiện tại em đang có mặt tại Tây Ninh, gần nhà cha Vượng, gây xôn xao dư luận mấy ngày qua về hành vi bạo hành trẻ em. Đó là bạo hành em Tính. Thì người cha này đã dùng những vật nguy hiểm tác động đến em, làm em ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần, khiến em không chịu nổi áp lực và đã bỏ trốn từ Tây Ninh về Đồng Tháp để sống với người thân của mình. Và cũng điều đáng trách không kém là một người mẹ vô tâm, nhẫn tâm để con mình bị chồng hành hạ, dù đó chính là con ruột của mình, đã gây bức xúc rất nhiều đến cộng đồng mạng. Và để em chia sẻ cho mọi người xem một số ý kiến về bức xúc về người cha này. Nói nghe nè, ta thấy cái bà đó đó, chị Dung coi ở TV nhà chị thấy cái bà đó, bà nói đúng, cái con nhỏ này làm như là cái thằng cha dượng của nó đó, về nó hay là nó với thằng cha dượng nó có cái gì rồi cho nên nó mới là bên thằng cha dượng á, nó nói em nó không phải, hiểu không? Nhưng mà ý là chị góp ý vậy nè. Alo. Dạ em cứ nghe chị nói đi. Ý chị muốn góp ý vậy, chị không có biết chữ nhưng mà nhà chị có mạng, chị coi từ bữa giờ chị cũng bức xúc, nhưng mà mấy người YouTube kia hay là em gì á, chị cũng không dòm điện thoại, mà hôm nay chị thấy điện thoại chị mới gọi cho em. Dạ. Đúng không? Dạ. Nhưng mà chị thấy là quay cái lúc mà đây nó về, mà nó trốn về được, mà nó đưa cho mấy thằng YouTube nào á, chị không biết chữ. Dạ. Chị thấy quay lên cái vết thương á, chị chảy nước mắt, chị khóc luôn. Dạ. Nhưng mà bây giờ em lại chính em lại nay mấy ngày rồi chị không biết, mà giờ chị mở qua mạng chị coi chị mới gọi cho em á. Dạ thì đó là thì em đó, lại bữa em lại sau mấy anh em YouTube kia quay là nói chung là những cái vết đó là em thấy em còn quải nữa mà. Có không, bây giờ chị nói nghe, đừng có giúp đỡ cho con này, có con đó. Chị nói với má nó, bây giờ nếu mà em thương á, em giúp đỡ cho cái thằng 12 tuổi đi. Đừng có quay cái con nhỏ quỷ cái này lên. Nhỏ quỷ này lên là bữa em ngồi em nghe cái cô đó nói chuyện với em đúng không? Dạ. Đó, coi nhìn cái mặt nó kìa, son phấn đủ thứ mà cái thằng em nó về kể là bữa đó đi bán cá phụ mẹ nó. Rồi Dũng nó trốn không, là cái đợt trước chị coi mấy YouTube đó đó. Dạ. Thì nó mới nói về nè, bây giờ chị Hai đi bán với mẹ, để đi chị Hai không có tiền, để chị Hai kiếm tiền rồi chị Hai sẽ đi trốn với em. Nhưng mà thằng này nó bức xúc quá, mới bị đòn quá, nó chịu không nổi, nó tự trốn về trước. Mà có mạnh thì quân nào giúp đỡ cho nó đó. Dạ. Mướn xe cho nó về tính nhà nó là 2,5 triệu đó, nhưng mà người ta kêu giấu tên. Nói đại khái là vậy. Nhưng mà chị nghĩ vậy nè em, ví dụ như em lại quay hay không á, nhưng mà nhiều người cũng bình luận lắm, còn chị không biết chữ đấy, chị bình luận chị gọi thẳng cho em thôi. Nhưng mà chị nói vậy nè, coi chừng con nhỏ đó với người cha ghẻ nó chịu đèn nó, cho nên thử nó mới lên YouTube, nó không bình em, nó bình thằng cha ghẻ, cho nên cái cô đó bức xúc gọi điện thẳng nói chuyện với em. Đó là chị đang coi cái clip của em đó. Dạ em chị, để em nói cho chị nghe nè, cái bình thường thì mình thấy những cái lời nói đó là bức xúc thiệt. Đúng. Dạ. Nhưng mà mình suy nghĩ lại thì thấy con bé đó nó cũng tội lắm chị, nó mới 14 tuổi, nó chưa đủ tuổi gì thằng đi, nó đâu có nhận biết được cái gì đâu, chị hiểu không? Nói chung rằng ở đây mình làm là mình không có tấn công vào trẻ em, tại những đứa mà dưới 16 tuổi hay vấn đề đó là tụi nó còn rất là tội nghiệp, nó chưa có trải đời gì cả. Em nhiều khi em cũng thông cảm với nó, bởi em không có nhắc tới cái bé đó nhiều. Nó cũng tội nghiệp, nó cũng có những cái nỗi niềm riêng đó chị, chứ không. Nhưng phải mà không phải đâu chị, phải sợ là má nó nói trong đầu nữa đó. Dạ, chị sợ má nó nói trong đầu nó đó. Chứ không phải là theo như mình nghĩ đâu chị. Em mới đầu em cũng hơi bức xúc đó, nhưng mà em suy nghĩ lại em kêu nó cũng còn quá nhỏ nữa, nó nhỏ, nó mới 14 tuổi thôi, đâu biết cái gì đâu chị. Không, nhưng mà ý là chị, em quay YouTube đúng không? Dạ. Vẫn nhiều người quay, nhưng mà theo em thấy là cái YouTube này em quay riêng nó là cái đoạn sau này nè, rất là nhiều người bình luận về nó đúng không? Dạ. Nói chung là người ta đa số người ta chắc mẹ nhiều hơn, còn riêng về bé thì chắc đó, nếu mà người ta xem kỹ người ta sẽ hiểu được cái câu chuyện rằng cũng nó cũng là trẻ em gì à. Dạ, em còn như là mới đầu chị coi không biết cái YouTube nào, không biết cái bà cái em nào quay, nhưng mà cái lúc đó là chị khóc rất là nhiều. Dạ. Tại vì em cứ nghĩ đi, thí dụ thôi, bị cái hay là cái che cái gì quẹt đi là em đã đau rồi. Dạ. Đúng không? Dạ. Chí nó cắn mà em cũng đã giải, đã đau, đã ngứa. Em mới có nè. Nhưng mà cái người đàn bà, chị cũng là người đàn bà nha. Dạ. Cũng là người đàn bà, ví dụ sanh ra. Dạ.
Alo. Alo. Em nghe đây, chị nói tiếp đi. Rồi xong xuôi rồi đó là cái mà đến với mình sao đó là còn nó mà bây giờ ta không chấp nhận ta nuôi con mày Dạ. thì cho nó về ta nó mà em lại đâu có bây giờ em thấy không cộng đồng mạng nó nhiều cái chuyện mà cha ghẻ quýnh con vợ rồi mẹ ghẻ quýnh con chồng đồ nó chuyện xảy ra nó rất là nhiều mà sao giờ nó có lại có cái tình trạng này nữa. Nhưng mà theo giờ chị nghĩ nè, YouTube giúp đỡ cho những cái người mà khó khăn, những cái người mà kiểu như là bị về cái tai nạn, còn như các con nhỏ nó đừng có giúp đỡ, nó giúp đỡ Thì phải là giúp đỡ cho cái thằng to thằng 12 tuổi đó. em nói như vậy chị, tại tôi nói chung mà những kênh truyền thông hay là các anh em cũng vậy nữa, cũng mong muốn rằng chấm dứt được, nếu nếu mà tình trạng có xảy ra thì chấm dứt lại thôi, còn cái vấn đề giúp đỡ cho ai hay không á, em thật sự ý chị luôn á, nhiều khi là cũng do nhiều người người ta thì có cảm tình với người này người kia hay có duyên hay không chăng nữa, còn cái vấn đề rằng em vẫn không có thành kiến gì về về cái con bé mà chị của thằng tính hết trơn á, thật sự là Không, nhưng mà chị cho chị thấy bức xúc nhỏ này nó ngu á, dạ nó thì là sợ dạng như là giữa giữa nó và ổng có cái gì đó, dạ thì chị nghĩ vậy thôi nha. Bây giờ con nít đó nó 9-10 tuổi nó cũng đã biết cái chuyện người lớn rồi, mà 11-12 tuổi nó vẫn biết cái chuyện người lớn, nhưng mà nó tình trạng mà có 13-14 tuổi mà dưới quê đó là nó hư, nó dễ bị hư cha ghẻ, chị nói thiệt à. chị đang hiểu tháng gì nè, là mình thương thôi, con nít thì thôi thương thương bé bé gái đi chị, tại em nghĩ rằng bé bé gái nhiều khi nó còn nhỏ quá, em phải em binh ai hết trơn, nhưng mà em thấy nó còn nhỏ quá thì mình cũng không nên tấn công và nói nhiều, thấy cộng đồng mạng tấn công gì đó về nói nhiều nên tâm ra nó cũng nhiều khi nó cũng suy nghĩ nó buồn ha. Rồi, cảm ơn chị Thế đã là lên chị tiếng chỉ ha. nói vậy thôi. Rồi, cảm ơn em nha. Rồi, rồi. Sau khi mà biết được những cái câu chuyện này, em ngoài Bắc mà em nghe tin em hơi buồn, anh cho em số, anh biết cái địa chỉ của nhà thằng cha dượng đấy không biết anh ơi, không đến giờ anh em YouTube đâu ai biết đâu, mà có biết thì cũng đâu có nói được đâu anh. À, Thì cho không, em biết tại anh biết sao, loạn tại cái địa chỉ cá nhân người ta đâu có tiết lộ được đâu. thế. Tại em nói vậy nè, cái chuyện này nó cũng hơi tới nhiều xíu, thì anh em cứ để pháp luật xử lý chứ đừng có manh động quá bất công nữa. Không phải bọn em mình dân Bắc thôi anh hiểu không, nhưng mà nghe 12 tuổi mà đánh con nhà người ta thì không được anh hiểu không, Thì đúng rồi, đúng rồi. con mình nhìn thấy nó xót rồi, nếu mà em thật cái thằng cha thằng cái bố nó bất lực, em nhìn nó bất lực mới phải như phải quân ở dưới nhà này nó quánh thì bà lê nó quánh là hư rồi, nhìn bố nó lành thế chứ. Anh biết sao không? Tại cha ruột của bé Tính á, là giống như kiểu mà ảnh hiền quá, đâm ra ảnh bị khờ, không có lăng lẹ đó anh. Em mà tội nghiệp thật, tự nhìn con mình bị đánh thế mà bị đánh như thế mà cứ ngồi nhìn được, bọn em nếu phải dính em mà dính ở nhà em chết ngay. Bọn em thì đoàn xe như em là công ty toàn chạy xe Bắc Nam thôi, em này vào tới Linh nhở, Thì em có gì vào em mình biết đấy, còn quần em vãi em mới dặn đi tu la bù lão, em còn vào ở xăm mát thôi đội nhà em ạ. Mới thằng chạy xe nhà em nó bảo anh cứ nhắn tin, anh cứ tìm địa chỉ đi mẹ em mà đoàn xe nhà em vào nữa, vào vào tìm quãng rồi mới chạy. Thì sao đây là hiểu nỗi nỗi bức xúc của cộng đồng mạng, nhưng mà thôi cái chuyện gì nó cũng để cho em đọc xử lý cho em ở Vĩnh Phúc là dân Bắc của anh hiểu nha. Em hiểu chứ, nhưng không? mà Em theo thông tin nó lâu rồi, em cái hai một hai hôm nào em theo dõi, nhưng mà nó nghĩ là con chị thế léo nào mất dạy, con chị léo thương em vui này, em vào mùa chắc là con mẹ nó bắt ép thôi ra này. Em đi. Con nít mà anh ha. Dạ rồi rồi, Ở nhà tình có khó khăn không anh? cảm ơn anh đã nói những tiếng nói công tâm cho cộng đồng mạng ha, nhưng mà cái chuyện gì thôi mình cũng tôn trọng pháp luật chứ anh ha, tại tới nhà người ta làm sai ha. Sai thì sai, nhưng mà ra đường vánh thôi, chẳng quay chân cái này giờ đấy cái quan trọng gì đấy. Đúng không? Bữa em chỉ biết ở Châu Thành thôi à. Châu Thành Tây Ninh chứ không biết ở đâu hết trơn, em cũng không hỏi kỹ, nhưng mà người ta chắc chắn ngàn ta sao dám tiết lộ được, có công việc thức đúng không, ở Châu Thành mình Tây Ninh thôi à. À, Châu Thành à? Châu Thành Em bốc ở sao mát, bốc hàng nhiều, ở sao mát quần như em, cái đội xe
em toàn chạy Bắc Nam rồi, nhưng mà toàn họ ra mát hôm cái thằng ngồi xem nói chuyện thì em phải vào nhưng mà tìm để tao xin địa chỉ thì à, tìm ngoảnh rồi chạy lấy dây điện mút vào người chúng nó xem nó có đau không. Mà nghe bức xúc bố đéo à, bố lù lù rồi bố nhìn người nó to khỏe mà để con mình bị đánh còn gặp mình chắc bọn kia em. mềm xương rồi ha, gặp rồi mình chắc kia nó mềm xương rồi, dù con ta gì cũng không được động đến con tao đúng không? Đúng mày mày chơi mày chơi ta được chơi con ta đúng không? Mày mày cũng gì đó tao là lúc em nó còn bọn em ngoài này nó không phải nhà đi Bắc em mới thật, nhưng mà không nhà đi Bắc không phải à, không nhà đi phải không nhà đi công an mà ở ngoài đó thì có chuyện là làm liền chứ đâu kịp công an đâu kịp can thiệp đâu, làm liền thôi tôi biết mà. Không cần không nhờ đi công an, đúng công rồi. An đi nó muộn rồi, để con mình để nó hành hạ bao nhiêu năm này như nó quánh tim bầm hết cả người là cũng chịu được thì em biết chịu cái thằng bố À, bữa em thấy em bố xuống xuống lúc mà em thấy nó đi cả nhắc thấy tội, nó đi cả nhắc nó đi không nổi. hạnh. Mới thằng lái xe mới thằng quân nhà em đó, lính nhà em nó bảo anh tìm anh xin địa chỉ ông nào vào đi mẹ với bọn vào bốc hàng ở cửa khẩu vào cho người tìm mà đi lại nơi cũng quánh cho nó chạy lấy cho điện vụt một người nó xem mình nhà mẹ xem nó có bướng đi đâu gọi đại ca đó cũng nghe anh em nó ra đi đâu bọn em là dân Bắc thôi tôi không phải anh hiểu Mình hiểu chứ. không? Nghe cái anh đưa tin đấy ấy thì bọn em bức xúc thôi nói chuyện nếu bức xúc Mà cảm ơn anh. thế rồi anh có địa chỉ cho em xin cái địa chỉ nha. Em không có, nếu có em cho rồi. Em không có. Rồi. Quý vị và mọi người xem nhớ ủng hộ kênh và chia sẻ cho mình và để phần bình luận góp ý dưới video để mình xây dựng video tốt hơn trong thời gian sắp tới. Cảm ơn.